Covid ra nó phải là tiêu chuẩn của châu Âu, ra đó tiếng ồn của động cơ và cái tiếng ồn nó là trong cái ghế hàng xác nhận. Thì nó còn thêm một cái hệ thống nữa khá đặc biệt, đó là hệ thống đèn LED đi cô. Khi mà chúng ta đi vào trong đường cô, chiếc xe di xuống tủ đồ kim, cái đèn LED này nó sẽ tự động bật lên. Và khi chúng ta dựng thẳng lên, cái đèn LED này sẽ tự động tắt. Và cái đèn này nó tích hợp cùng với lại cả đèn xi nhan. Giá của chiếc đèn này là 690 triệu nha. Và bên trên nó là đèn chiếu bóng cuồng. Đèn xi nhan tích hợp ở bên trong đèn lái. Tiếng bô thì hơi nói chung bô chưa đổ thì lúc nào xe xịt thì lúc nào không yên hết, nhưng mà có thời gian phải có người chạy qua mới biết được cái độ cho nên mà tại vì đậu một chỗ thì không người nào biết được, khi mà có một số chạy rồi cũng biết được mà cái xe nó yên thì là yên. Mà còn tiếng coi nữa, tiếng coi thì trên cũng là trên chưa được thì biết rồi, chỉ bớt coi lại là khác, bớt coi buông ra nó khác chứ không phải là để đứng yên nó thoải mái vậy đâu. Vâng, cảm ơn anh. Đúng là với những chiếc xe phân khối lớn thì chúng ta luôn phải chắc bắn. Nhưng mà với chiếc xe này chúng ta có rất nhiều những công nghệ phụ trợ để khiến cho các biker cảm thấy thoải mái nhất khi mà chúng ta đi trên chặng đường dài, thử thách mình ở những trường đua hay đơn thuần chỉ là phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.